Mấy hôm rồi nay lại thả diều cá. Con này to đại nhá, hơn một tạ luôn. To vãi. Đấy. Bắt đầu có gió rồi đấy, nè, gió rồi này. Chào tất cả anh em nhé, đam mê diều sáo nhé. Đấy, đây là con gái diều của Duyên này. Đấy, thả diều cho con gái chơi. Đấy. To chả bá luôn nhá. Giờ này mà có gió lên lắm nhá. Hôm nay có biết cho nó họ cấm thả diều sáo nhiều lắm, đâm ra là giờ mình chỉ thả được diều cá thôi. Quay cho anh em xem thôi. Nào thả lên. Nãy ai xuống rồi? Nào thả lên, 2, 3. Ô, đẹp chưa? Đấy, nó ngủ ở cái chuối rồi. Quá tuyệt vời rồi. Đấy. Đây có bụng chuối. Ồ, vãi luôn. Đấy, chó đây. Đấy. Để bỏ xuống thả tiếp. Nào. Đi đi, 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 đi. Đi nữa đi. Rồi thôi. 2, 3 bắt đầu. Thôi. Nào. 2, 3 bắt đầu. Đâu nhỉ? Nó trở lại đi. Nó trở lại thế này. Nào. Đi ở đây, đi chỗ này. Đi chỗ này, nhưng giữa giữa đây này. Đấy. Nào, 2, 3.
bên này, mắc cánh rồi, được rồi, nào 2, 3 bắt đầu. Nuôi lại bên kia đi, nuôi lại bên kia đi. Quanh đi nè. Nào. 2, 3 bắt đầu. 2, 3. Rồi, mắc rồi. Rồi, lên mái nhà rồi. Thế có chết không chị? Mái nhà rồi. Mái nhà rồi. Rồi. Thôi thả bát nữa nhá. Nào. Nào cầm cái này, cầm cái này. Rồi, đi ra kia. Đi nữa đi. Rồi. Nào, được rồi, đi ra kia đi. Thôi. Nào. 2, 3. Đi vào vẹ bên này. Nào. 2, 3 bắt đầu. Nào lại đi. Nào thả đi. 2, 3 bắt đầu. Nào. 2, 3 bắt đầu. Oh, hết rồi. Nó đèn đấy. Thôi ok được rồi. Thôi, đã xong. Đi. Rồi, đèo lông này. Rồi. Thôi xong. Ừ.